Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh ô tô hay. Vâng, một chiếc Kia Morning phiên bản tiêu chuẩn sản xuất 2016, phiên bản số sàn máy 1.25, tư nhân biển Hưng Yên, 89A08408. Một chiếc xe nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu trong cái thời điểm giá xăng tăng cao như này. Kia Morning 2016 tư nhân, không taxi, dịch vụ zin cả xe. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 210 triệu đồng. Đó, 210 triệu đồng thì bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Xe này thì có kích thước chiều dài là 3m59, bề ngang là 1m59 và chiều cao là 1m49. Form các form của Morning thì kích thước đều nhỏ gọn. Sơn xi màu bạc. Màu bạc này rất là bền mộc và hợp với nhiều phong thủy. Hệ thống cột kéo nguyên bản, keo chỉ nguyên bản. Đó, tư nhân sử dụng nhé, tất cả đều còn nguyên bản. 2016, giá chỉ 210 triệu đồng thôi. Thiết kế da màu vi xám. Đấy, chủ xe đã độ lên màn hình OLED, màn hình Android có mạng, cam hành trình, vô lăng hai chấu, vô lăng trợ lực lái điện rất là nhẹ, khóa điện này. Đấy, phiên bản số sàn, hộp số 5 cấp, dung tích xi lanh 1.25 thì có công suất cực đại khoảng 86 mã lực, cửa đóng rất chắc và êm. Đó, chủ xe trang bị rèm rất đầy đủ hết. Đấy, đằng sau dán cả răng chống ồn này. Đó, đăng ký 5 chỗ ngồi, ghế da rất là sạch sẽ. Kia Morning thì trang bị hệ thống âm thanh là 4 loa. Đấy, trần lì nguyên bản này. Vâng, quý vị và các bạn mà đúng chất mẫu xe này, liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này. Cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Chủ xe độ đèn LED đằng sau này, kết hợp hai công nghệ đèn LED và đèn halogen. Tư nhân biển Hưng Yên. Đó, phần cốp này. Đấy, Kia Morning thì cốp nhỏ gọn, vừa đủ nhu cầu sử dụng. Đó, kích lốp này. Sàn xe cực kỳ sạch sẽ. 2016 tư nhân sử dụng, không khoan đục, không taxi. Đấy, hàng ghế phía sau thì có thể gặp lại 60-40 nhé. Phần keo chỉ, ốc hoàn này đây, chưa đụng đến cali một lít, tất cả đều còn nguyên bản. Chiếc xe này thì cam kết về chất lượng cho quý các bạn, quý các bạn chỉ việc cân đối về giá thôi. Đấy, cam lùi xịn sò luôn. Phần gầm bệ này, Kia Morning dẫn động cầu trước, hệ thống treo độc lập phía trước và dầm xoắn phía sau. 210 triệu đồng, gốc lắp rất là mới. Trên bản này thì được trang bị na răng 14 inch, na răng nguyên bản. Đó, bề mặt lốp là 16,5 phân và thành lốp khoảng 12 phân nhé. Bình xăng của Kia Morning là 35 lít, nhập mưa đầy đủ hết rồi. Dòng chống ồn để cách âm, hệ thống táp ly đây rất là đẹp luôn. Đó, cửa đóng phình phịch chắc lịch. Rất nhiều sự lựa chọn trong cái phân khúc này. Trong phân khúc hatchback này thì Hyundai i10 có vẻ chiếm ưu thế hơn chút xíu. Form đẹp, nội thất rộng, nhưng i10 thì động cơ không khỏe bằng Kia Morning được. Kia Morning thì thiết kế cũng khá là đẹp, tính chất thể thao. Đó, cửa đóng cực kỳ chắc, túi khí trên vô lăng. Bản này được trang bị một túi khí cho người lái nhé. Đó, bản táp lô đồng hồ đây.
màn hình Android. Đấy, dẫn chỉ đường GPS Navi theo. Điều hòa cơ này, điều hòa hai chiều, sấy gương sấy kính đầy đủ. Có tín hiệu vệ tinh. Đấy, dẫn chỉ đường này rất là chi tiết. Cam hành trình. Đấy, trang bị đầy đủ hết rồi. Đấy, quý vị các bạn chỉ sẵn đi thôi, không cần phải làm gì cả. Đó, cam lùi góc rộng, thanh thang. Phần hộp đề đồ này, cổng sạc 12V. Đấy, củ số này, nét căng nhá. Đó, xe này mà không mua thì mua xe nào ạ? Đó, chỉ 210 triệu đồng thôi. Vô này được bọc da này, bọc da đấy nhá. Phần gương, phần kính, phần đèn bao test cho quý vị. Sau đây em sẽ tiến vào phần là khoang máy cho quý vị các bạn xem. Đó, máy em đang để nổ mà nổ im phát. Logo mũi hổ. Một chiếc xe đi lại tránh mưa tránh nắng, bảo vệ sức khỏe. Đi lại vào gia đình rất là hợp lý. Vâng, ở đây là phần tổng quan động cơ của chiếc Kia Morning sản xuất 2016 phiên bản tiêu chuẩn. Đó, số sàn máy 1.25. Đó, động cơ này sử dụng trục cam két van biến thiên thông minh 16 van lăng, kim phun điện tử, kim xăng điện tử, máy số GZ. Keo đuôi chuột đây, êm như máy mới, máy móc khô ráo. Công suất ưu đãi của khối động cơ và khoảng 86 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của em nó chỉ hơn 5 lít thôi, 5 lít rưỡi thì không hề. Cục áp keo chỉ tất cả đều còn nguyên vậy. Thì đặt ngang, dẫn động cầu trước, hệ thống treo độc lập phía trước và dầm xoắn phía sau. Vâng, một chiếc Kia Morning sản xuất 2016 phiên bản tiêu chuẩn, tư nhân sử dụng, không taxi dịch vụ. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 210 triệu đồng. 210 triệu đồng bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe, liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh Ô Tô Hay. Xin chúc quý vị các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.